Xin chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Hiện tại thì mình và Diễm đang có mặt tại thị xã Sông Cầu của tỉnh Phú Yên nha các bạn. Hôm nay là ngày cuối cùng trong cái hành trình anh em mình đưa tỏi Lý Sơn từ đảo Lý Sơn về với Sài Gòn các bạn ạ. Và cái vị trí mà mình đang đứng ngày hôm nay thì phải nói là vô cùng đẹp luôn. Một cái khu vực bờ biển, bãi cát trải dài và có những xóm thuyền thúng mà mình nghe người dân ở đây nói rằng đây là xóm thuyền thúng mà lớn nhất Việt Nam mình luôn. Có hàng trăm hàng ngàn chiếc thuyền thúng để bà con đi đánh bắt hải sản các bạn ạ. Thì ở đây cũng là một cái vị trí thuận lợi tuyệt vời để ngày hôm nay mình cùng với tất cả bạn bắt đầu cái hành trình đưa tỏi Lý Sơn về với cửa hàng hải sản Phan Diễm nha. Thì với là khi mà đứng đây thì bạn Diễm cảm thấy là cái khung cảnh thiên nhiên nó tuyệt vời không bạn Diễm? Xin chào cả nhà nha. Thực ra thì ở cái vị trí khu vực này này các bạn thì là giáp ranh với lại là Quy Nhơn, Phú Yên và Quy Nhơn là kế bên nhau luôn. Thì biển ở đây thì đều rất là đẹp và thời gian bây giờ cho tới hè thì biển của Việt Nam mình Diễm thấy là ở tỉnh miền biển nào ấy cũng đều rất là đẹp luôn. Ở đây thì cũng là trong xanh luôn, mình thấy cái bờ cát các bạn có cái khoảng rất là rộng để mà mọi người ra vui chơi. Với lại cái thứ hai nữa là mình đậu xe ở đây kêu cho hai em này check in với biển luôn các bạn ạ. Chắc là hiếm khi lắm thì xe bạch mã của anh em mình lại mới kết hợp một cái chuyến đi cùng với xe chở bia Camel như này. Chắc là rất là hiếm hoi luôn đấy. Đúng. Nên rồi. Là mình cũng tranh thủ chia sẻ một chút. Chào hai bác Tài. Hai bác Tài này là cũng lái cái xe này thật sự là Diễm rất là mọi người lái cái xe này cực lắm các bạn. Tại vì xe này thì đi khá là chậm, nó không có đi nhanh được như là xe trắng của mình. Hành trình hôm nay là khoảng 700 km nha anh Tú. Ok. Cái này dự kiến chắc tới, không biết là Diễm nói anh em là đang tính là nếu mà xe này chạy chắc là phải tới nửa đêm luôn ấy thì mới tới. Tại vì đôi khi là còn do là các bạn biết xe này thì không dám đi trên cao tốc các bạn ạ. Phải đi đường quốc lộ hết. Tại vì đôi khi là cái xe nó nhỏ ấy, sợ đi cao tốc mà lỡ nó nóng quá hay này kia thì muốn dội nước hay là này kia nó cũng cực. Thế là phải đi đường quốc lộ các bạn ạ. Nên là anh em gian nan. Nhưng mà một trong những lý do quan trọng nhất mà mình có mặt ở đây là khi mà mình đi ngang qua thì mình thấy bờ biển đẹp nhưng mà lại có một cái chợ. Hiện tại đang là hơn 7 giờ sáng thôi. Chợ ven biển thì mình nghĩ rằng sẽ có rất là nhiều điều đặc biệt để mình ăn sáng nên là mình quyết định là ghé vào để tìm hiểu luôn. Thì bây giờ trước khi ăn sáng thì mình nghĩ là bạn Diễm xem là có lấy một vài củ tỏi để mình vào chợ ăn cho ấm bụng không? Đây. Cái tỏi này. Cẩn thận nha. Bạn thấy này, cứ chỉ cần mở xe ra thôi là cái mùi tỏi rất là thơm. Đây này là không có ấy được nhưng mà mình xé ở chỗ này nè. Đây này, ngay cái đầu của cái. Đúng rồi. Hiện tại là đã có rất nhiều khách hàng đặt tỏi Lý Sơn rồi. Mặc dù là xe chưa về tới Sài Gòn nhưng mà cũng bán được khá đấy. Chắc là đây cũng là cái tin vui với bạn Diễm. Tới bây giờ bán được chắc khoảng gần gần 2 bao rồi đấy anh Dũng. Gần 2 bao rồi. Gần 2 bao tỏi rồi. Mình cứ nói đùa bạn Diễm là có khi nào mà xe về tới Sài Gòn là hết hàng luôn không? Ôi thế thì hạnh phúc lắm các bạn ơi. Tại vì thật sự là Diễm nói là chỉ khi các bạn không có nhu cầu dùng thôi. Chứ nếu mà các bạn đã có nhu cầu dùng tỏi Lý Sơn thì không có lý do gì để các bạn không gọi bạn Diễm. Tại vì thật sự Diễm cũng chia sẻ trong mấy video trước là mình dành hầu như là toàn bộ toàn tâm toàn ý cho cái chuyến tỏi này để lấy chính gốc này và mang tận về cửa hàng hải sản Phan Diễm để phục vụ khán giả của kênh Phạm Dũng. Thì nếu mà để nghi ngờ sợ tỏi này sợ kia nữa thì các bạn đến với Diễm là không phải lo gì nữa nha các bạn. Đi đó. Mình đi đường này để vào chợ đi. Có hai đường để vào chợ, một là cái đường cổng chính, hai là cái đường phía sau bờ biển này. Nhưng mà mình sẽ đi đường bờ biển cho khám phá thêm cho nó hấp dẫn các bạn. Ở đây thì Diễm cảm giác là có rất là nhiều ghe thuyền. Ngoài cái thuyền thúng ra thì cũng có nhiều ghe mà Diễm cảm giác là bà con mình đi đánh bắt gần bờ anh Dũng thì cũng đậu ở đây luôn. Wow. Phải nói là mình cảm thấy là may mắn khi mà trong cái hành trình khám phá Việt Nam thì mình được biết được tới rất là nhiều cái khu bờ biển hoang sơ mà gần như là không phải là khách du lịch tới luôn. Chỉ là những khu mà bà con sinh hoạt hàng ngày thôi. Thì đó mới là những cái điều mà tuyệt vời nhất các bạn. Ở đây nhiều khi là cái bãi này Diễm nghĩ là chắc phần lớn là sẽ dành cho bà con địa phương mình biết thôi. Chứ nếu mà khách du lịch thì nhiều khi người ta không để biết đâu, không biết để đi ra đây. Êm quá ha. Sáng nay thì thời tiết cũng kiểu hơi âm u một tí các bạn, chưa có nắng. Anh em mình là sáng nay cũng dậy sớm từ 5 giờ rưỡi là đã bắt đầu dậy rồi, chuẩn bị đánh răng rửa mặt hành trình để đi sớm để về Sài Gòn các bạn ạ.
mình có cái lối bên này để lên này. Đây, đường lên chợ đây bạn nhé. Bây giờ là anh em mình ăn sáng rồi sau đó là đạt thẳng một mạch để tập trung làm sao mà về Sài Gòn sớm cho anh em nghỉ ngơi cho đỡ mệt các bạn. Và thứ hai nữa là cũng đã có rất nhiều khách hàng đang chờ lấy tỏi rồi. Có người hôm qua đã tới cửa hàng của mình rồi, anh Dũng gọi điện thoại bảo là chị tưởng đâu là tới rồi nhưng mà chưa tới các bạn ơi. Là video của kênh Phạm Dũng lúc nào cũng mang tính thời sự, là hôm nay nội dung thế nào là ngày mai là đăng luôn rồi đó các bạn ạ. Đi lên. Hy vọng là bà con ở trong chợ là sẽ có nhiều món ngon để mình giới thiệu. Tại vì đây là lần đầu tiên anh em mình ghé vào một cái khu chợ ven biển như này các bạn ạ. Tại vì nếu mà muốn đi chợ thì phải đi vào sớm. Và trùng hợp là sáng nay anh em mình dậy sớm nên là mới gặp mà chợ đang còn buôn bán thì ghé vào luôn. Có nhiều chị là đang đi chợ mua hành về này, hỏi chị mua tỏi không? Đây này, bà con cũng đi đường này đi chợ luôn này. Chào cô. Chào cô. Cô là có cầm nóng hành trên tay này, cô là thiếu tỏi thôi. Con tặng con một củ tỏi Lý Sơn. Con mới đi Lý Sơn về đấy ạ. Dạ. Cô tự nhiên là khách hàng đầu tiên được ăn tỏi Lý Sơn trên chuyến xe này đấy. Mình chưa có bán luôn nhưng mà không sao. Thơm thảo là sẽ có lọc. Đúng rồi. Chưa bán mà đã tặng rồi. Tại vì thực ra là cái chuyến hàng tỏi lần này ngoài bán là mình cũng có rất nhiều bạn bè đặc biệt để tặng nữa. Đúng rồi. Đây bây giờ vào chợ nha các bạn. Lên cái dốc cũng mệt ghê luôn á. Bạn Diễm có ngửi thấy mùi thơm chưa? Mùi thơm mấy còi. Đây, chợ này là chợ Xuân Hải, chợ mới Xuân Hải. Đây các cô đang ăn này. Đây là món gì vậy cô? Bún riêu em. Bún riêu hả? Bún riêu. Đấy, cảm ơn cô. Để mình xem là thưởng thức món gì nào. Bún canh. Bên này có bộ đông không vậy? Hủ tiếu. Nhưng mà chắc là trước khi mà đi ăn mình đi khám phá xung quanh chợ một tí đi. Trái cây này, bưởi này. Chào chị. Chợ này là chợ Xuân Hải đúng không chị? Cô bán giờ này là nghiêng nồi luôn rồi kìa. Sao lại hết sớm á ha? Anh chào cô. Các cái đồ khô. Wow. Bánh xèo. Tối ngày hôm qua là mình mới ăn bánh xèo Quy Nhơn. Bây giờ chị. Bánh xèo là bao nhiêu một cái vậy chị? Cái này 10.000 cái luôn. 10.000 4 cái. 10.000 cái đây 5.000 cái. À. 10.000 6 cái bánh xèo. Các bạn nhìn này. Quy em cá liệt không ơi? Dạ. Cá hả? 25.000 một tí nè. Dạ, đổ, mua tôm về đây chị đổ bánh xèo được luôn hả chị? Dạ được, mua đồ có đây em đổ thêm tính tiền bồ tiền công thôi. Ở đây là ngay sau lưng là biển mà, hải sản ngon lắm. Mua một tô rồi lên đây đốt ăn. Dạ. Chị ơi, ở đây thường là buổi sáng là có tàu vô cá đúng không chị? Dạ, vô trên bãi lên biển rồi kìa. Đây, đây, đây. Cảm ơn chị nha. Để rồi mình xem là hôm nay là sẽ có duyên ăn món gì ở đây. Cô có nhiều món lắm này. Bánh cam, bánh trứng. Cái bánh đó là bánh gì vậy cô? Bánh trưng em. Bánh trưng ạ. Bánh trưng của trứng ba. Cô cho con một cái túi đi. Mình sẽ mua một ít bánh vặt này để lên xe trưa nay anh em đi dọc đường anh Dũng. Có đói bụng thì sẽ ăn. Bởi vì hành trình mình đi dài á. Anh Dũng ăn bánh cam không? Cho mình bánh cam đi. Một bịch 5 cái ạ. Có 2 xe, 2 xe 1 bịch. Là bao nhiêu tiền một bịch ạ? 10.000 em. 10.000 6 cái bánh. Bên bò nè, bên bò nè. Nè nè nè. Bánh chuối này cho một hộp bánh chuối luôn chị ơi. Lấy đây 10.000 Dạ, cảm ơn cô. Tổng tiền của con bao nhiêu ạ?
chục ngàn là. Con lấy cái này thôi. Ở đây là các cô nhận ra bạn Diễm này. Rồi, đây. Ơi. Đây, cảm ơn con. Dạ, chị ở đây luôn hả chị? Dạ. Đây, có đồ ăn vặt đây. Chào chị. Chị có hai con cho anh em không? Ý thế em đố chị bây giờ, em mới đi đâu về? Cũng theo dõi mà mấy hôm nay đi Lý Sơn là không có theo dõi. Em mới đi Lý Sơn về đi mua tỏi. Dạ. Cảm ơn chị nha, về nhớ coi mấy tập gần đây nha. Đừng có bỏ lại nha. Cảm ơn chị nhiều. Dạ con đi mua tỏi. Con chào con nha. Bắp này. Mình để ý các bạn là các cái mặt hàng nông sản ở đây là cái chất lượng mẫu mã nó vừa phải thôi, nhưng mình cảm nhận được cái chất quê của nó. Đúng rồi. Cái đu đủ hết chưa? Chào chị. Trái đu đủ khổng lồ này, đu đủ vườn là chắc luôn các bạn ạ. Chị ơi, cái bí đao này thường là mua về nấu nước không chị? Đấy, cắt từng miếng đây. Một miếng như vậy là bao nhiêu tiền chị? 5.000, 10.000 đúng không? 5.000, 10.000. Đây nè, rau quê nè. Chào cô. Nhà này ở nhà luôn hả cô? Ở nhà. Nhà cô chồng. Thế rồi ra đây bán là rau lan này bao nhiêu một bó ạ? 3.000 đi, 5.000 hai bó. 5.000 hai bó là 2.500 một bó. 2.500 một bó. Y như ở dưới quê Phan Diễm luôn á. Cho con hai bó đó đi. Mua tí nữa mình tặng lại các cô khác. Cái này, bầu quê này không có phân thuốc gì luôn này. Không có thuốc tiền à nó mui. Đấy. Có 7.000 trái à, cô bác là 7.000 trái. Cô cho con chẳng 10.000 luôn. 10.000 đeo đi bác. Thôi con lấy hết rau lan này cho con nhanh về. 5.000 2 bó, 10.000 4 bó. Nhà cô gần đây không cô? Cô ơi, nhưng mà cái bãi phía sau thấy thường là có nhiều cá đưa về không cô? Có. Nhiều cá là trời kìa. Cô bán mà tranh thủ về sao mà đội nó nguy hiểm luôn này. Con chào cô nha. Mà rau lan nhà cô các bạn Diễm thấy là cô đi hái rau lan hay sao á, mà trên tay cô là dính cái mũ đọt rau lan hết luôn. Nhà vườn á. Con chào cô ạ. Đúng rồi. Chị có hay xem kênh em không? Cảm ơn nha. Ở trên này em thấy mọi người hay gọi là chợ mới Xuân Hải, có đúng không chị? Hay là chợ Xuân Hải thôi? Chợ Xuân Hải. Chợ Xuân Hải. Quên nước cốt dừa. Cảm ơn cô nha. Ôi, bên này là hải sản này. Mình đi xem là các cái mặt hàng hải sản ở đây như thế nào. Mình thấy là hiện tại là các thuyền thúng vẫn đang đi vào đó. Dạ, chào chị nha. Chào chị ở đây ạ. Thường quay em ở đây mà. Cảm ơn chị nhiều. Lúc nào cũng coi mà ăn đồ. Lúc nào cũng coi mà ăn. Mực này. Cái mực này đổ bánh xèo ngon. Ồ, cá này là con cá thu à. Đúng rồi. Cá nhái. Cá nhái hả chị? Cá nhái lên đi em mua. Cá mực lớn đi em. Anh dùng cá mực. Cá này cực kỳ tươi luôn á. Cái cá này chiên cũng ngon. Này, nhưng mà mực này mới tươi nè. Trời ơi. Mực bánh bao vô. Mực này mà hấp gừng là tuyệt vời luôn á. Hoặc là xào chưa ngọt. Cá này mà kho ăn cơm là cũng tuyệt vời luôn. Cá bắt là long lanh luôn ha. Tươi rói luôn. Từ ở biển này bắt vô mà. Đấy nè. Con cá này hình như mình có ăn mấy lần rồi bạn Diễm này. Cá này là cái gì ạ? Cá đó là cá lị. À, hay nấu canh đúng không nhỉ? Nó là ôm rồi đấy, ôm nước dừa rồi. Dạ. Một mực nè. Đây, có một món mà Diễm chắc chắn rằng anh Dũng sẽ không biết luôn, ngon nước không chị? Con sứa. Con sứa. Bạn Diễm có để ý không? Mình thấy rằng là nếu mà đã là chợ quê ấy, chợ bán cho dân địa phương thì các cái mặt hàng là thứ nhất là tươi, thứ hai là cái size, cái kích thước của nó vừa phải thôi để mình ăn cơm gia đình. Dạ. Cảm ơn cô. Mấy nhà kênh em tặng chị là mấy bó rau lan vườn này mới hái
cô luôn. Bốn bó là nhà khác chưa? Khán giả định tặng nhưng mà nhà gì cũng bán. Và bạn Diễm có để ý không? Lúc đầu mình mới vào chợ này là cái cảm giác của mình hơi e dè một chút do là chợ lạ. Mình không biết là bà con ở đây như nào, có chào đón anh em mình hay không. Nhưng mà thực sự tới bây giờ mình rất là vui khi mà ai cũng dễ thương. Mà đặc biệt là có nhiều khán giả kênh Phạm Dũng nữa. Ôi, con mực này. Đẹp quá. Ôi, bên này có ốc hương nữa này. Đây. Ốc móng tay. Ốc hương. Giò. Ốc nhảy. Đơn vị. Còn nếu mà mình thấy cái mực này mà đổ bánh xèo là tuyệt vời luôn này. Mực này này. Đây là cái mực mà các cô hay mua đổ bánh xèo đúng không cô? À, đổ bánh xèo chính xác luôn. Chính xác đổ bánh xèo con. Các đẹp có 10 ngàn lạng, hàng trăm cái à. Cho con 2 lạng đi con. À. Mình sẽ mua mình đi đổ bánh xèo. Lúc nào đổ bánh xèo? Có nước không con đổ cháy. À, các cô đổ ra. Mười ngàn một lạng các bạn ạ, tươi đói luôn. Chợ này bán tới khoảng 10 giờ là hết. Mình nhắc lại đây là chợ Xuân Hải, thị xã Sông Cầu. Đúng rồi. Ở đây là giáp danh với Quy Nhơn luôn. Chạy ơi chạy. Đợi tháo một chút mà chạy qua chạy qua tháo một chút. Chạy. 20.000 tháo một chút đi. Bạn Diễm mua 20.000 mực nhưng mà có tờ 500.000 nhưng mà cô vẫn rất vui vẻ để phối tiền luôn. Dạ con cảm ơn con nha. Nào, lại giúp bác đưa lại nha con. Dạ. Nó có xèo đưa lại. Với lại mình nấu cũng chín luôn mà. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng cô. Ồ, có cả cá đuối nữa. Này, cá này mà kho ăn cơm cũng ngon lắm này. Và trong này là mình thích nhất là mua các loại cá để kho các bạn. Dạ, cá cơm hay cá gì bạn Diễm kìa? Cá cơm cô. Cái này là cá cơm tươi ạ. Này mà rim ha. Rim ăn cơm. Ngon quá. Còn bên này là cá gì đấy cô? Đây cũng cá cơm. Cơm đây là cơm trắng. Cá cơm trắng ạ. À, cá cơm luôn. Tươi ha. Nhưng mà mình nghĩ là đây là cuối đường rồi các bạn ơi. Thì chắc phải quành về đi tìm đồ ăn nha. Ê. Cá cơm mua không? Tại vì con còn đi đường xa hả? Dạ con không phải nhà. Dạ con về thì đẹp gái hơn tem tôi vui. Ờ em thích chị nha. À không về thì đẹp gái tôi sợ quá. Dạ em cảm ơn nha. Em con thấy nhà ẩm nè. Dạ. Ôi mình nay mình vào đây mình biết là khán giả trên họ Dũng là ở chợ này rất nhiều luôn. Dạ cảm ơn chị. Nha Diễm. Ồ Diễm. Nhà em không có đây, mua về đâu có chế biến được, em còn đi đường xa lắm. Dạ mùa hè hẹn dịp khác nha. Bye bye chị. Như các chợ này hầu như là mình thấy là chủ yếu là bà con địa phương mình thôi đi chợ thôi, không có khách du lịch luôn á. Chào cô, đi đổ bánh xèo thôi. Chị ơi, em lại về ăn bánh xèo, em mới mua một cái em nhà chị đổ giúp em mà hồi em gửi em thi công với ạ. Nhưng mà chờ lâu quá, cô quá thương rồi. Hả? Hả? Chạy cho em kia. Chị vô cái tưng là cái sọc kia nó còn có cái hàng bên xèo đó. Hết nhưng mà chị hết còn rồi hả? Còn ít còn mà đúc quá trời đây nè. À, ở đây là có bao nhiêu người đang chờ này. Dạ. Mà họ cũng mua mực lại như mình luôn.
Chị hết bột rồi các bạn ạ, mà vẫn còn một rổ mực là những khách khác họ cũng mua lại và nhờ chị tráng với anh em mình nhé. Giao hết bột không nhận cho không phải là giao hết trang cho chị cái. Chị tên gì ạ? Chị tên gì chứ? Giờ không trang ra, có gì lên quay lên coi. Không, tên Quy không phải anh Diễm. Quy. Đây, đây, con xèo của chị đây. Trời ơi, hay là chị chia lại cho em hai cái được không? Sao cái đấy cũng được à? Một cái cũng được. Đây chị. Trời ơi, đấy, bà các bạn thấy bà con mình ở đây dễ thương chưa? À, bây giờ như là chị chia lại cho bạn Diễm. Chị chia lại cái này cho em đúng không? Em cho em luôn chị. Thế là em tặng chị bịch mực này về. Có không? Thì mà cứ. Không tao 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 cái bịch mực của ai không? Bây giờ là mực thì có nhưng mà không ai còn mấy bột để tráng cho mình. Chị đâu? Cho hai cái. Cái luôn. Rồi chia, trời ơi dễ thương quá. Em cái này là em tặng chị nha. Túi đồ đi chợ của chị đâu? Em đi đường xa. Em chỉ mua ăn ở đây thôi tại em hù đi 700 km lận. Rồi vậy thôi. Trời bịch đốt mẹ cho chị luôn đi. Em này em tặng lại chị luôn á. Phòng mày chị nát. Chị gái ơi. Dạ. Tấm lòng của chị em tặng thêm bịch rau lan nữa. Đấy. Bà con ơi, nhiệt tình với mình thì mình cũng nhiệt tình với bà con luôn. Con này của mình hồi mang lên xe các bạn. Bạn Diễm là vừa được chia lại hai cái bánh xèo mà lại nhường luôn chỗ ăn luôn. Các bạn thấy nên là chợ này á là bà con ai cũng nhiệt tình dễ thương á, từ người bán cho tới người chợ. Cảm ơn nha. Đây, chỉ có một cái chén nước mắm này các bạn này, có một cái hũ nước mắm này. Cho nước mắm ra. Bạn nhìn thấy cái bánh xèo và đây là tỏi Lý Sơn nữa. Đây các bạn thấy đây là tỏi loại 1 nha các bạn, tỏi nhiều tép loại 1. Đây thì khi mà tỏi Lý Sơn mình tách ra này cái đầu nhọn này. Mà nó thơm lắm. Chị thấy hôm nay là mình đã chốt đơn là mọi người hay mua để làm một lần quà, mọi người mua 5-7 ký để tặng cho người nhà. Ăn cái này là sẽ mất thời gian lột một tiếng các bạn, nhưng mà bù lại là rất là ngon đó. Nên là trước khi ví dụ như trước bữa cơm ấy, mình dành ra khoảng 5 phút để lột tỏi, xong rồi vào ăn cơm là vào việc thôi. Các bạn coi này, cái bánh xèo của bà con quê mình ấy là ngoài cái bột là nếu mà ai mà muốn mua mực mua tôm gì tới đây ấy, là chị cũng đổ giùm luôn này. Đó. Còn cả cái túi mực bên trong luôn. Mời cả nhà nha. Cái mực tươi mà ngọt lắm anh Dũng ạ. Cho anh Dũng thử con nha. Cảm ơn bạn Diễm nha. Ngon không? Ngon ha. Ngon. Mực này nó không quá giòn nha, nhưng mà nó thơm, nó ngọt, béo nữa. Cảm giác như có một chút sữa trong bụng á. Hồi đi ra chợ mà ăn một cái bánh xèo này thì quá tuyệt vời luôn. Thực ra cái vị trí này nè, các bạn là trên đường quốc lộ 1D đi vào trung tâm thành phố Quy Nhơn. Nhưng mà đây là địa danh, giáp danh giữa thị xã Sông Cầu và Quy Nhơn. Nên là rất là dễ đi nha các bạn. Mình có thể làm thích đi khám phá thì mình ghé vào chợ này vào sáng sớm để mình trải nghiệm và ăn những món ngon giá rẻ mà chất lượng. Ôi, ăn gì kẹp vô miếng tỏi là hết sảy các bạn ạ. Tỏi và bánh xèo và mực. Ăn gì không sợ lạnh bụng luôn. Quá đã. Cái này mà mình ăn về ăn không cũng hoặc là mình cuốn bánh tráng các bạn, cuốn với rau sống á, rất là ngon luôn. Nhúng à. Vẫn còn một tép tỏi nữa. Wow.
Nước nó nhiều lắm. Còn nó cũng nhiều không? Còn nhiều quá, còn nhiều cái nữa. Nhiều lắm. Ừ, quá ngon luôn các bạn. Đấy là chị vẫn là đang tráng như này các bạn này. Có rất nhiều khách mua mực như này nên là mình nghĩ rằng nếu mà các bạn có dịp tới với chợ Xuân Hải thì cứ ghé vào ăn bánh xèo, và thứ hai là có thể mua tô mực lại nhờ các chị tráng và trả thêm tiền công. Em cảm ơn chị nhiều nha chị. Muốn mấy hủ tiếu hả chị? Cả miếng nữa hả? Dạ, như cái tô bên đó là tô gì vậy chị? À, để cho em một tô bún ngót nha. Đầy đủ ạ. Chắc là có cả thịt nướng nữa nè. Thịt nướng là bán cơm tấm hả chị? Bán bún thịt nướng. Chạy bán đây lâu chưa? Năm số năm chị. Nhưng mà chợ này ở đây là đã có lâu đời. Giờ xuống đây là chị bán ở đây luôn. Đây người ta gọi là chợ mới mà chị hả? Chị đang ngại máy quay các bạn, nhưng mà chị là có xem kênh mình rồi. Chị có hay xem không hay là lâu lâu mới xem? Hay coi. Hay coi nhưng mà gặp anh em mình là hơi mắc cỡ. Chị hơi ngại. Nhưng mà lần đầu tiên em đi ăn món bún nước ấy mà để cái thịt nướng này vô luôn á. Nước lèo giống như bánh canh hay sao chị? Ờ đi đáng vậy á. Ờ dạ. Một tô là bao nhiêu tiền vậy chị? 20 ngàn. 20 ngàn. Mai chị về mở kênh em là thấy chị trên YouTube rồi. Diễm Dũng anh Hải là đúng rồi đây, đúng combo rồi đấy dạ. Đó là coi là nửa đứng hôn rồi á. Hỏi gì lạ gì vậy trời? Không, chị tưởng đâu là chị chắc là kiểu thấy quen quen, tưởng đâu bà con. Chị bảo là mày con ai ở đây? Không hỏi chứ. Không, dễ thương mà chị không sao? Ừ, vậy á. Dạ. Nhà biếm hết đó. Dạ. Mày chị bán ở đây có một mình thôi. Đây thầy coi là ông chồng đi ăn riết em. Ông nói coi gì vậy mà coi. Coi vậy chứ. Anh giờ không em? Dạ rồi, chị cứ để cho một em một tô đầy đủ. Tô đầy đủ thì chắc là hơn 20 chị ha. Bây giờ anh em mình sẽ ra thưởng thức nha các bạn. Hãy ăn nửa củ còn quên nửa củ tính em theo đây hồi ăn bún mà lại bỏ quên bên kia rồi. Đây mời cả nhà nha. Tô này là 20 ngàn hay là nhiều hơn bạn Diễm à? Chị nghĩ chắc phải hơn chứ, tại vì mình vừa ví dụ như tô này là 20 ngàn này, còn cái khoanh giò này phải thêm chứ. Nếu mà 20 ngàn thì quá rẻ. Mà bà con mình ở ngoài này là đây không phải là bún chả nha các bạn, nhưng chỉ là một tô bún gần giống như bánh canh ấy. Bánh canh chả cá đấy, nhưng mà ở đây sẽ cho thêm cái thịt nướng này. Thật sự rất là lạ luôn á. Mời cả nhà nha. Thơm thơm giống như nước bún bò Huế. Ra ở vùng quê các bạn hay cả
cả quê vậy cũng thấy. Một cái tô bún ấy để mà no cho cả buổi sáng tới trưa thì chỉ 20 ngàn thôi, tổng đời là đủ rồi. Ở các chợ quê thì đồ ăn lúc nào cũng rất là rẻ và chất lượng các bạn. Nên là mình cũng có cái dự định là thời gian sắp tới, nếu như có duyên thì sẽ khám phá nhiều hơn một các chợ quê trên khắp vùng miền luôn. Mà trong đó đặc biệt nhất là chợ quê ở vùng biển. Miền Tây, miền Tây nữa. Về sắp tới thì mình sẽ đi miền Tây các bạn. Còn đây là trong cái tô này là có bánh ca, có cái chả cá. Thì cái chả cá đây á, đặc trưng mà Diễm đi ăn ở Quy Nhơn này hay là Phú Yên, Nha Trang thì cái chả cá sẽ có một cái vị ngọt một tí đó. Còn chả cá Lý Sơn thì nó lại không có cái vị ngọt nha các bạn. Cái vị ngọt mà bạn Diễm đang nói đây tức là vị ngọt mà nêm nếm ấy, chứ mà là mình không có nói về cái vị ngọt của cá. Đương nhiên là cá chỗ nào cũng tươi cũng ngọt, cũng ngon rồi. Nhưng mà có thể là có nơi sẽ thêm một chút đường hoặc là nhiều đường hơn chỗ khác một chút vào trong đấy thì cái độ ngọt ở trong cái chả cá nó sẽ mạnh hơn. Này thằng Diễm trung tâm Sài Gòn đó. Nhưng mà giò là giò nóng này đó. Diễm đi ăn thì Diễm thích cái giò mà mua mà chặt vậy này, chặt xương rồi sáng sớm mỗi ngày chứ không phải là giò đông lạnh ấy. Thì mình ăn cái thịt nó ngọt thơm. Có hầm rượu luôn. Mình dự kiến là vào chợ khoảng 30 phút để ăn sáng thôi, nhưng mà bây giờ đã là gần một tiếng đồng hồ ở trong chợ rồi. Phải nói là ngày hôm nay mình rất là vui khi ghé chợ này luôn đấy. Thì chắc là bây giờ anh em mình sẽ mỗi người kêu một tô bún ở đây nữa, thưởng thức và sau đó là lên đường luôn. Anh Dũng gọi y như tô của mình luôn nha. Thì lên đường thì còn đi ăn dặm thì có bánh cam với khoai lang rồi. Đi chạy thẳng tiếp tới Sài Gòn luôn, được các bạn ạ. À, các bạn chờ đợi xem là hành trình mình đi về Sài Gòn thì còn phải nói là còn rất nhiều thời gian đấy các bạn ạ. Đã quá. Sau khi ăn xong thì bây giờ phải đổ cho hai em chiến mã là đầy xăng thì mới bắt đầu tiếp tục hành trình các bạn ơi. À, xe của Phan Diễm thì em Phoenix Logger này thì chạy xăng các bạn. Và cả xe chở tỏi bây giờ cũng là chạy xăng luôn. Đổ đầy bình, cho đầy bình luôn nha. Để coi xe này, bác hãng xem ở đầy bình của xe này là bao nhiêu tiền xăng nha. 5. Giá xăng hôm nay là 24.760 đồng 1 lít. Xe này có thể đổ tầm khoảng cỡ 600 ngàn các bạn ạ. Bình đầy của xe này thì bây giờ đang đổ là 23 lít xăng. Full rồi. Bây giờ thì tới em chiến mã 62A29988 của team Phạm Dũng. Mà mắc cười lắm các bạn, xe của mình với anh Dũng đi. Cái xe này nhiều người họ đổ xăng á, họ ra họ bảo là sao không có cái nắp bình xăng, nhưng thật ra nó bên trong nó không có. Thì mở cái khoanh tròn này ra không là đổ xăng được luôn vậy. Bây giờ thì đổ xăng xong thì anh em mình cũng sẽ lại tiếp tục cái hành trình. Cho em đầy bình luôn ạ. À. Xăng luôn. Để coi anh mở cái nắp ra nè. Anh tính dặn cái nắp chưa? Xe này nó không có nắp anh ạ. Rồi cho đầy bình luôn ạ. À. Ok, chuẩn bị lên đường thôi các bạn ơi. Phía trước là xe chở tỏi nha các bạn. Hành trình của anh em mình ngày hôm nay là dự kiến khoảng 5-6 giờ chiều thì mình sẽ về tới Sài Gòn. Phan Diễm vlog.vn 0981. Cổ thụ quản diễm này.
sáng nay đi sớm nhưng đã tranh thủ mua ly cà phê rồi các bạn, mà đi chợ sống tan đá luôn. Mình hôm nay là ngày cũng là cao điểm đang trên hành trình về, nhưng mà chị dâu của Phan Diễm là đang đám cưới, đi đám cưới rồi. Nay đám cơ họ đám con của chú Bảy là chú ruột của Diễm luôn, nhưng mà Diễm thì đang đi ở ngoài Lý Sơn không về kịp. Thì các bạn mà gọi điện thoại á, mà có lỡ hơi chậm trễ tí thì các bạn thông cảm nha. Hôm nay sẽ là Phan Diễm chốt đơn thì các bạn. Bình thường là sẽ có anh hai của bạn Diễm ở cửa hàng này. Đặc biệt là chị hai, tức là chị dâu thì sẽ nghe hotline. Nhưng mà cả ngày hôm nay thì cả anh hai và chị hai đều đi đám cưới, nên là bạn Diễm sẽ xử lý hết toàn bộ đơn trên cái hành trình trên xe ô tô luôn. Vừa quay video vừa chốt đơn đấy, có cả sổ này kia là cũng sẵn sàng ở đây rồi nha các bạn. Giờ thì mình cũng cái tín hiệu rất là tốt là mọi người đặt tỏi là rất là nhiều anh Dũng ơi. Nên là Diễm chỉ mong một cái điều là về, nhiều khi là về tới Sài Gòn mà bán gần hết là tuyệt vời luôn. Để mình gọi bà con gửi vào chuyến hàng tiếp theo, đúng không Diễm? Thực tế là cái số lượng tỏi thì vẫn còn nhiều, nhưng mà bà con thì sẽ bán lai ra từ giờ tới cuối năm luôn. Đúng rồi. Hiện tại thì mình đang đi ngang qua khu vực ngoại ô của thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên nha các bạn. Đi ngang khu vực này thì phải nói rằng cái điều mà mình thích thú nhất đó là những cánh đồng lúa các bạn, cực kỳ đẹp luôn. Cái mái nhà, cái nếp nhà của bà con mình ở đây cũng đẹp nữa anh Dũng, cái nếp nhà mái ngói ấy. Những cái ngôi nhà mà len lỏi giữa các cánh đồng rồi mà, rồi mái ngói đỏ, cực kỳ là làm cho mình cảm giác là nhớ quê, nhớ nhà, yêu quê hương hơn. Nhưng mà một chút nữa thôi là mình sẽ lên một cây cầu rất là đẹp và dài của Phú Yên, đó là cầu Đà Răng bắc qua sông Ba. Bạn thấy là cứ đi rồi ngắm cảnh như thế này thì một năm mà có đi xuyên Việt mấy lần thì cũng khám phá hầu như là mọi tỉnh thành mà không hết các bạn ạ. Lần trước khi mà mình đi ra thì mình cũng đã ghé Tuy Hòa để ăn lẩu gà lá é, rồi check in tháp Nghinh Phong rồi. Nên là lần này anh em mình sẽ đi qua luôn. Xe chở tỏi thì vẫn đang phía sau của xe Phạm Dũng nha. Hiện tại đang là 2 rưỡi chiều nha các bạn. Và anh em mình đã tới địa phận giáp danh giữa Khánh Hòa và Ninh Thuận các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ ghé vào một cái quán cơm rất là nổi tiếng tại khu vực này, đó là cơm cây dừa. Đây. Ở đây thì xung quanh là những vườn dừa mà mình nghĩ rằng tuổi đời cũng rất là lâu rồi. Dừa già rồi các bạn. Ở đây là Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa. Cơm cây dừa đây. Rất nhiều bác tài xe container cũng đang dừng ăn. Ở đây có cái khoảng đậu xe rộng quá trời ha. Chào mừng bạn Diễm đến với cái nắng cái gió của miền Nam nha. Khánh Hòa vẫn còn là miền Trung chứ, nhưng mà miền Nam nói chung phía trong này mà phải nói là nắng vậy thì Diễm nghĩ vẫn chưa hẳn đấy anh Dũng, vẫn còn sẽ còn nắng gay gắt trong thời gian tới nữa. Nhưng mà phải nói là hôm nay là chiếc xe này hoàn thành rất là tốt nhiệm vụ đấy các bạn ạ. Trời nắng nha, đi trên quốc lộ nhưng mà vẫn bon bon trên đường. Thế chạy chậm không mà chắc các bạn ạ. Thôi anh em xuống ăn cơm thôi, là khoảng mấy tiếng đồng hồ nữa là sẽ về tới cửa hàng hải sản Phan Diễm. Chắc là mình lấy một chút tỏi và ăn cơm đi. Đúng rồi. Mở khóa xe thôi. Anh em mình là xin phép khán giả là ăn trước 2-3 củ tỏi các bạn. Về này là thấy, nhìn về là biết của Phan Diễm khui bao này ra. Lấy 3 củ đi.
Đây các bạn thấy là cái này ăn cơm trong bình thường đời sống hàng ngày mình làm nước mắm, hoặc không là các bạn cứ cho vào cái nước mắm bình thường ăn nguyên cái tép luôn. Và bạn Diễm để ý xem dừa ở đây bị cái thời tiết nó nắng quá hay như nào mà sơn cái ngọn đó. Nó vàng hết các bạn Diễm à, úa hết rồi. Thật ra với kinh nghiệm mà mình đi thu hoạch dừa các bạn, thì cái này những cây này phải tầm khoảng cỡ 6-70 năm trở lên anh Dũng ha. Rất là cao, nhưng mà Diễm cũng không hiểu tại sao ở đây nó lại bị sơ theo kiểu là nó bị khô cái cành lại luôn các bạn. Quán cơm này thì rất là nổi tiếng ở đây nha bạn Diễm. Và các bạn nếu mà mới nhìn qua thì sẽ thấy là rất là gọn gàng luôn, thoáng mát luôn. Mà cái chỗ đậu xe thì rất là rộng. À, cái gì cũng không được, không qua được cơm các bạn, cứ phải ăn cơm cho nó chắc. Ở đây hình như là có cả hai không gian luôn, không gian bên này với là cả ngoài kia anh Dũng. Ngồi bên này cho nó mát. Dạ, cho con hỏi cơm ạ. Gà hay ăn bột? Cá ba. Đầy đủ luôn. Cá thì mình làm món gì vậy ha? Chiên xoài bằm. Cá chiên xoài bằm. Đúng rồi. Rồi, cá gì chị? Cá hồng. Mọi người ở đây có xem YouTube không? Làm YouTube gì? À, kênh Phạm Dũng. Cá gì chị? Rồi. Cá hồng ngoài, cá hồng ngoài, cá gì? Cá hành. À, thấy cho em cá hồng đi, cá hồng chiên mà muốn xài này. Rồi, cá chiên. Rồi bây giờ em ăn canh. Canh chua, canh chua rau. Canh cho chua em một canh một canh chua này. Rồi. Với lại có canh cua rau đây không ạ? Không, không có rau đây, không có canh cua. Có canh chua chứ canh rau, canh khổ qua, canh mướp, canh bầu. Thế thì cho em một canh chua, một canh bầu. Rồi, một canh chua, một canh bầu trăm rừng. Dạ, hai tô. Là hơi nhiều quá chị. Dạ rồi. Gà thì mình có gì ạ? Gà chiên, gà hấp, gà sa ớt, gà trăm gừng. Gà hấp và gà sa ớt. Gà sa ớt đi. Hai loại luôn. Một hấp, một sa ớt. Một con mình vừa hấp mình vừa sa ớt. Đâu ấy chị? Rồi, dạ rồi, ok chị. Rồi. Nãy chị nói còn gì nữa ta? Hải sản thì có cái gì ạ? Hải sản là tôm mực. Tôm mực, mực thì hấp rồi này. Mực xào chua ngọt có nhỉ? Mực xào chua ngọt có. Xào chua ngọt ăn cơm. Mực xào chua ngọt. Tôm rim anh Dũng. Tôm rim ba chỉ. Tôm rang thịt. Tôm rang thịt đi. Đúng rồi. Bây giờ đọc bài món nha. Là mực mực xào, cá chiên, canh canh chua, canh rau, gà sả ớt, gà hấp. Đúng rồi. Thật cho canh mướp luôn. Canh mướp luôn. Mướp luôn đây hả? Mướp luôn đây. Mướp luôn. Cho mát. Tôm rang thịt. Bây giờ chưa trong tất cả những món em gọi là chị cho lên đủ giúp em, nhưng mà riêng với cây dừa của mình 30 năm thì còn món nào gọi là đặc sản mà em chưa gọi không? Dạ heo luộc mắm nêm, cà giòn. Đúng rồi chị ơi, trời ơi, em đang thịt heo luộc mắm nêm rồi. Rồi vô luôn đây, cái một luôn đây. Ok, em cảm ơn. Hồi nãy mình hỏi chị nói là quán này là mấy chục năm em nhỉ? Dạ 30 mấy năm, gần 40 rồi đó. Gần 40 năm rồi. Lâu lắm rồi đó. Rất là quen thuộc với các bác tài đường dài rồi. Cả các bác tài mà lái xe khách nữa. Đúng rồi, xe khách, xe đòi, rồi xe nhà cũng ăn quay lại vòng đi vòng về luôn. Nhưng mà đây có phải là thế hệ của cơm? Đây là Gen Z thứ ba, đây là thứ ba, còn đời thứ hai là hiện tại là lần thứ hai. Đây thứ ba. Đời thứ ba. 21. In the future. Em tên gì? Chị em tên Lâm. Lâm có thể chia sẻ cho mọi người biết cái địa chỉ cũng như là cái số điện thoại của quán mình để mọi người có muốn ăn thì gọi. Rồi, bây giờ là bây giờ em lấy cái Gen Z luôn đi. Hay đúng là đời thứ ba là Gen Z là có. Em ơi, ở đây có xoài gì em ha? Cái xoài gì nó nổi bự và nó to to nổi tiếng. Xoài tượng, xoài đồ là bên Cam Lâm. Còn khúc Cam Ranh nó thường nó sẽ tôm hùm. Tôm hùm. Tôm hùm nói chung là hải sản tươi sống tại vì ở gần biển. Còn đây là cái Gen Z quán thì nằm ở trên tuyến quốc lộ 1A luôn. Thông hai chiều đi vào luôn. Các bạn cứ search Google Map là cơm cây dừa là sẽ ra thôi. Đúng rồi, mọi người search cơm cây dừa ở quốc lộ 1A dọc. Tại vì nó sẽ có một cơm cây dừa và một cơm cây dừa 2, thì cơm cây dừa không thì mới đúng nha. Cây dừa 2 cơm cây dừa mới là đúng. Đúng rồi. Cây còn dừa một quán là nữa là cây dừa 2 là không phải là quán này. Đúng rồi. Thì hiện tại quán thì rộng lắm, thoáng lắm. Bãi giữ xe thì cũng nhiều, đa dạng cho mọi người vào. Chung là bây giờ đi đâu nếu mà gọi là đúng gốc á các bạn thì cứ đúng số điện thoại mà gọi thôi. Rồi có hotline luôn, hai số điện thoại cái một luôn. Đây. Đây 0905221999. 0976789199 luôn. Rồi, cảm ơn nhiều. Dễ thương. Em sinh năm bao nhiêu? Dạ em sinh năm 99. 99 hả? Baby ghê. Cảm ơn nhiều nha. Cảm ơn anh chị nha.
mời tất cả các bạn cùng thưởng thức bữa cơm trưa với anh em mình nha. Hôm nay thì phải nói là mình rất là may mắn khi mà ghé vào quán này, tại vì quán lâu đời này, đồ ăn ngon mà giá cả lại hợp lý nữa. Thì trước mặt các bạn là một món mà ăn cơm vô cùng hợp, tôm rim thịt các bạn. Nhìn thôi là mình cảm nhận được cái chất lượng của món ăn này bạn Diễm à. Đúng rồi. Đấy, còn bên này là gà hấp. Trời, mình trong sẽ còn một phần gà rang xả ớt để ăn cơm. Quá ngon. Quá ngon luôn. Còn bên này là cá chiên mắm xoài. Trời ơi, đúng rồi, coi này. Bên này là mực xào chua ngọt. Và đặc biệt ngày hôm nay mình sẽ có thịt luộc chấm với mắm và ăn với tỏi Lý Sơn nha. Phải nói rằng hôm nay trên cái hành trình mình trở về Sài Gòn thì ngày hôm qua mình đã đăng lên để mọi người biết để mua tỏi rồi, thì bạn Diễm chốt rất là nhiều đơn tỏi Lý Sơn mặc dù là hàng chưa về tới nhà các bạn. Tỏi cô đơn thì hiện tại là đang sắp cháy hàng nha các bạn. Nhưng mà phải nói là trước khi ăn bữa ăn này thì Diễm rất là cảm ơn khán giả của kênh Phạm Dũng đã luôn ủng hộ mình với anh Dũng trong mọi hành trình luôn. Mọi người mua hàng này, ủng hộ này, ủng hộ vì tinh thần này. Và cái thứ hai nữa là mình sau bữa ăn này thì Diễm cũng đặt chân về tới Sài Gòn rồi. Thì mình cũng rất là cảm ơn bà con ở Lý Sơn, các cô chú ở đó thì theo dõi kênh Phạm Dũng rất là nhiều. Và người dân Lý Sơn thì quá là dễ thương luôn. Phan Diễm cùng với Phạm Dũng thì xin hứa là sẽ cố gắng sớm nhất có thể sẽ quay trở lại Lý Sơn. Và mình cũng sẽ làm tốt cái nhiệm vụ đó là quảng bá hình ảnh tỏi Lý Sơn, một cái nông sản cực kỳ chất lượng của Việt Nam mình các bạn ạ. Còn đây thì buổi trưa này ăn cơm xong là đi về nên là không uống bia. Thì các bạn thấy là ngoài Camel thì ngoài dòng bia ra thì sẽ còn nước ngọt này, nước suối này. Và bây giờ đang có là Camel không độ đấy các bạn, là bia không cồn đấy. Thì mấy ngày nữa là về tới Sài Gòn thì Diễm sẽ giới thiệu cho các bạn. Cái loại dưa lưới này là được yêu thích rất nhiều. Tại vì sao là hương vị thơm ngon nhưng mà nó có thạch ở bên trong nữa nha anh Dũng. Cái nước dưa lưới này điều mình thích nhất, nước dưa lưới nói riêng và nước ngọt Camel nói chung, đó là cái hương vị rất là thơm ngon và không bị quá ngọt. Mời cả nhà nha. Các bạn nha. Hy vọng về tới Sài Gòn là hết tỏi nha các bạn. Wow. Bây giờ thì ăn cơm thôi. Nhưng mà để Diễm ăn á, đi á, mình gọi mình rất là thích cái thịt luộc này này. Mà ở đây có một cái dĩa thịt luộc mà đúng kiểu ba chỉ là mỡ mỡ thịt thịt đấy. Xong rồi chấm kèm với lại cả cái mắm này nè. Mình sẽ lột cái tỏi Lý Sơn này ra, mình cho vào. Các bạn thấy là một cái tỏi loại 1 này thì nó sẽ có bép bé bé này nè. Chịu khó lột nhưng mà ngon. Tỏi Lý Sơn thì khi mà mình đã ăn rồi thì chắc chắn là mình sẽ nhận biết được cái hương vị khác biệt so với tất cả các loại tỏi khác. Và thứ hai nữa là khi mà bóc á, thì bên trong cái tỏi Lý Sơn có một cái lớp vỏ lụa mỏng, mà các loại tỏi khác theo như cô chú trên đảo nói rằng chỉ có tỏi Lý Sơn mới có cái lớp vỏ lụa đó. Đây này. Lại là cái hương vị các bạn, nó giòn, nó cay nhẹ mà thơm lắm, nó không có bị nồng lên sọc mùi khó ăn đâu. Cái lớp màng này. Mà các bạn biết là cái tỏi này thì mình lấy về thì mình sẽ vô túi là 1 kg nha các bạn. Đó. Mấy hôm nay mình đi biển á, ăn uống thất thường. Giờ chỉ rất là nôn về Sài Gòn luôn các bạn ạ. Anh Dũng thấy là đây một vết mụn này, ngay chỗ lỗ mũi một cái mụn này, xong trên đây một cái mụn này, dưới cằm một cái mụn này. Mình mà đi biển hoặc đi cái thời tiết nắng nóng đó là Diễm rất là dễ bị lên mụn các bạn ạ. Mình quên chưa giới thiệu thêm cái món canh. Đó là canh mướp, canh mướp và tôm. Cái này là tôm hả bạn Diễm ạ? Tôm thịt bằm. Tôm và thịt bằm. Có giờ cá này giống cá thác lát ha. Hơi giống như là canh khổ qua cá thác lát vậy. Còn bên này nữa, mình sẽ còn một chén canh cá nữa. Canh chua. Bây giờ là mời các bạn ăn cơm nha. Món đầu tiên thì chắc là Diễm là xin phép là làm luôn miếng thịt luộc các bạn ạ. Thịt luộc này phải chấm mắm mà ăn tốn cơm lắm. Mời các bạn nha. Ừ.
ở ngoài này làm cái mắm hơi cay cay các bạn, nhưng mà ăn rất là ngon. Ngoài ra là cô còn cho cả cái này là giá hẹ muối chua nè anh Dũng này. Đi chợ ăn đó là cũng chắc bụng á, nhưng mà Diễm còn mua thêm cả khoai lang để lên xe nên là tới giờ này là mới êm chứ không là đói bụng lắm á. Ngon lắm anh Dũng ạ. Ở đây là có cái mắm này rồi có mùi hải sản nữa nên là các bạn ruồi tới rất là nhanh các bạn. Cái điều không thể tránh khỏi khi mà mình ăn cơm ở khu vực ven biển đâu. Anh Dũng có muốn thử miếng thịt luôn không? Chắc chắn là mình sẽ hết thử miếng luôn. Nhưng mà hơi cay một tí. Nước mắm này nè. Mời các bạn cùng thử một miếng của mình nha. Các bạn nhìn miếng thịt này, rất là chất lượng luôn. Phải nói rằng là đây là một quán cơm vô cùng uy tín ở quốc lộ 1A. Mời các bạn nha. Thêm một tép tỏi nữa. Ngon không? Wow, tuyệt vời luôn. Mắm ngon, thịt ngon, tỏi ngon. Phải nói rằng mình đi qua khu vực Cam Ranh, Cam Lâm quá là nhiều lần rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên mình review một quán cơm xe tải ở khu vực này. Và cái quán cơm cây dừa này là một trong những quán mà uy tín nhất, chất lượng nhất và nổi tiếng nhất ở khu vực này luôn. Làm theo đúng kiểu là vừa cơm ăn thì của các bác tài này, nhưng mà theo kiểu du lịch này, rồi theo kiểu gia đình này. Nói chung là mọi thứ sạch sẽ, ngăn nắp và gọn gàng. Còn đây, các bạn thấy cái nơi đi luộc con gà hấp mà cho cả cái củ hành rồi củ gừng này. Quá trời luôn. Diệu xin phép làm cái chỗ này nha. Đùi. Này thì chấm với muối tiêu chanh. Này không có chấm chéo ở đây các bạn ạ. Thịt gà chắc, không có bị bở nha. Mình ăn ở đây là tới bao lâu là mình mới bắt đầu đi cao tốc anh Dũng ha? Sau cái bữa cơm này thì mình và chiếc xe tải Camel sẽ hai người đi hai hướng. Phạm Dũng thì sẽ lên cao tốc để chạy thẳng về Sài Gòn. Còn chiếc xe tải chở tỏi thì sẽ tiếp tục quốc lộ 1A nha các bạn. Nên là sau cái bữa ăn này là mình cũng kết thúc cái hành trình đưa tỏi về Sài Gòn rồi. Sẽ gặp lại khán giả tại cửa hàng hải sản Phan Diễm với cái xe tỏi này. Ôi thật sự luôn các bạn, bữa cơm đây nếu mà đi ngang khu vực này mà các bạn không ghé đây thật sự là hối tiếc á. Rồi chất lượng à. Bên này còn mình có cái này là gà xào xả ớt này. Đó các bạn thấy này, khoanh nào khoanh ấy rất là ngon luôn. Diễm ăn miếng này đi, cái thịt nạc này. Cách họ xào xả ớt cũng lạ nữa. Món này thì sẽ kiểu hơi mặn mặn ngọt ngọt một tí. Quán cơm chất lượng mà thế mà. Thịt gà cực kỳ chắc luôn, kiểu gà thả vườn á. Thực ra có một cái mà mình đây hành trình đi về nè các bạn, Diễm suy nghĩ rất là nhiều về vấn đề hàng giả mạo. Người ta nói với câu nói mà kiểu là 1 mét vuông mà 5-6 người ăn cắp. Đúng kiểu đó luôn các bạn. Nên là Diễm khá là đau đầu. Mình chỉ hy vọng là những cái công sức mình bỏ ra để mình xây dựng thương hiệu này, cái công sức mình ra để mình lấy một cái sản phẩm chất lượng, thì các bạn sẽ mua được đúng hàng. Cho nên là Diễm mong là các bạn mà mua hàng hiện nay trên Facebook của Diễm á, hầu như khoảng hơn 10 nick bán hàng, họ tạo nick giả của mình để họ làm những cái bán những cái mặt hàng ấy. Thì hy vọng là các bạn nếu như cần những mặt hàng mà Diễm đang bán thì các bạn cứ gọi đúng vào số của Diễm nha. Số Diễm mà lúc nào cũng để trên màn hình đấy là 0981128578. Còn nếu mà các bạn mà đặt hàng trên Facebook thì cái khả năng mà các bạn đặt hàng giả rất là nhiều nha các bạn. Hiện tại thì Phạm Dũng và Phan Diễm thì đều có hai cái fanpage, một fanpage là Phạm Dũng và một fanpage là Hải sản Phan Diễm. Thì đây là hai fanpage chính thức của mình. Tuy nhiên là mọi người vẫn rất dễ nhầm lẫn khi mà mua hàng ở trên đó. Khi mà mọi người xác định được chính xác là Phạm Dũng thì hãy mua nha. Còn không, cái cách an toàn nhất đó là gọi đúng số điện thoại 0981128578. Thì các bạn sẽ gặp chính xác là hàng của Phan Diễm. Hoặc là các bạn tới tận cửa hàng hải sản Phan Diễm ở số 89A Trần Văn Ơn,
phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú. Thì cả hai cái điều đó thì các bạn sẽ chắc chắn 100% là mua được hàng thật. Còn bây giờ nếu như mà các bạn search ở trên mạng ấy, trên các cái trang Facebook ấy, thì bị làm giả rất là nhiều. Tỏi mình chưa đem về tới Sài Gòn, nhưng mà ngày hôm nay trước khi mình vào quán cơm này thì có khán giả đã gọi cho bạn Diễm nói rằng mua nhầm phải hàng, đặt nhầm các bạn, đặt nhầm phải hàng giả tỏi của Phan Diễm ở trên Facebook rồi. Báo giá còn mắc hơn cả mình bán nữa nên là Diễm cũng rất là buồn. Nhiều khi á, các bạn biết không, cái video mà vừa đăng lên nó 6 giờ sáng, còn kênh Phan Diễm thì đăng 6 giờ chiều, là vừa mới đăng chưa được 30 phút là nó đã tải về, nó đăng lên trước mình rồi. Mà Diễm buồn, nhiều khi Diễm không muốn đăng hình ở trên Facebook luôn, tại vì cứ đăng xong mà về nó còn tải về, xong nó đăng nó còn văn thơ lai láng hơn cả mình nữa. Nên là các bạn cần gì thì cứ gọi đúng vào số điện thoại cho mình là chắc nhất các bạn, trước khi mua nha. Kể cả có đặt hàng trên Facebook thì cũng nên gọi điện thoại để xác minh. Nhưng mà bây giờ là không khen quán này nữa nha các bạn. Quán quá ngon rồi. Ở đây có một cái con cá mà làm họ làm nước mắm xoài này, rất là hấp dẫn luôn. Mình ăn những coi nè. Cái này xem một miếng rau luộc ha. Cá chiên mà chấm với mắm xoài thì tuyệt vời luôn. Nước mắm ngon này, cộng thêm cái trái xoài chín vừa tới này, ăn nó giòn giòn, chua chua. Hấp dẫn chưa? Cái này kẹp tí xoài nha các bạn. Ngồi đây các bạn, mình cảm giác là dù trời thời tiết nắng nóng nha, nhưng mà gió thổi nó rất là mát mẻ luôn, thoáng đãng. Diễm đang thấy cái món này hồi nãy anh Dũng gọi là món mực xào chua ngọt đúng không? Đúng rồi. Mà sao xào chua ngọt đây cũng lạ quá ha. Anh Diễm là thấy là mực rất là nhiều này. Ừ. Xào với hành tây này, dưa một leo. Chút dưa leo này và một chút ớt chuông. Nhưng mà cái dĩa xào cũng uy tín nữa, nhìn nó xanh, nó tươi các bạn. Các cái loại rau củ trong cái dĩa này đều rất là ngon. Chấm mấy mắm luôn nha. Mà cũng khá là giòn. Mà bình thường Diễm đi ăn mực xào chua ngọt là người ta hay làm kiểu cái sốt nó hơi có cà chua rồi nó có thơm, có dưa leo, kiểu ăn nó hơi chua chua ấy. Nhưng mà cái này xào kiểu cũng rất là trong lành nha, không có thấy cái vị chua lắm. Được cái là mực tươi. Ai nói gì nói, nhưng mà Diễm mà lên chén thứ hai đó. Đây thì còn một cái món nữa, đó là tôm rim với lại thịt ba rọi. Gấp hai miếng luôn nha. Đấy, anh em hồi ăn cơm này là đi về tới Sài Gòn là chắc bụng luôn, không phải ăn gì nữa. Cái mặn mặn á, cái này mà nếu như bạn nào mua cái này á, gọi thêm một dĩa rau luộc nữa chấm kèm theo. Đây là cà pháo nha các bạn. Ngồi đây ăn nhưng mà kiểu cũng hơi xúc động tí là ôi, mình đi bữa giờ một tháng trời là về tới Sài Gòn rồi đấy Dũng ạ. Gần tròn một tháng mà Diễm à. Hình như là mình xuất phát từ ngày mùng 1 ấy, và ngày hôm nay là ngày 28 rồi. Hai ba hôm nữa là tròn một tháng. Phải nói rằng mỗi cái chuyến đi của mình ấy thì lúc nào cũng có nhiều cái điều khó khăn vất vả, nhưng mà lúc nào mình cũng thu hoạch được rất là nhiều điều tuyệt vời để gửi tới khán giả kênh Phạm Dũng. Mà cái điều mà mình cảm thấy có động lực nhất đó là mọi người luôn theo dõi cái hành trình của mình. Những ai mà đã xem lâu năm rồi, xem nhiều rồi thì sẽ luôn động viên tích cực để anh em mình cùng cố gắng để đi nhiều hơn, quay nhiều điều ở Việt Nam hơn các bạn ạ. Cái điều hạnh phúc của mình tiếp lời anh Dũng luôn, là anh Dũng biết tại sao là mình có những khán giả luôn đồng hành, mà khán giả ruột luôn, tại vì có những người mua hàng của Diễm là từ 3 năm về trước mà tới bây giờ vẫn quay lại đặt hàng của mình, có nghĩa là để họ thấy theo dõi hành trình xuyên suốt của mình ấy, để gắn bó. Với lại ngày hôm nay khi mà về gần tới Sài Gòn ấy thì
Diện thấy có nhiều khán giả comment rằng ngôi nhà mà tụi mình tặng cho nhà của cô chú á, cô chú Xính ấy, ở Hà Giang thì đã gần xong rồi, rộng lắm, đẹp lắm. Thì Diễm nghe Diễm nó cũng rất là mừng. Nhưng mà sẵn đây thì mình cũng phải cảm ơn anh Nguyễn Đức Thắng rất là nhiều, rồi các anh em ở ngoài đó nữa, có chú trưởng thôn này, anh công an xã này, mọi người ở ngoài đó thì phải phụ rất là nhiều và cũng cập nhật tiến độ liên tục luôn các bạn ạ. Mình chỉ là người giúp bằng tiền thôi, nhưng mà các cô chú anh chị ở ngoài đó thì lại phải giúp bằng công sức, bằng sức lực, rồi rất là nhiều điều khó khăn vất vả khác để xây được một ngôi nhà mà ngay cả bản thân mình cũng không thể làm được, mà phải nhờ tất cả mọi người ngoài đó các bạn. Thịt luộc ngon mà chứ mà. Khi mà các bạn xem video này thì hẹn gặp các bạn tại cửa hàng của hải sản Phan Diễm nha. Phạm Dũng thì sẽ rất muốn thử một cái phần thịt rim tôm này các bạn này. Các bạn nhìn con tôm này, chất lượng chưa? Cái miếng thịt này ngon không khác gì ở nhà mình làm cả các bạn. Chất lượng là tuyệt vời luôn. Mình đi ăn nhiều rồi thì mình nhìn vào là mình có thể cảm nhận được là nó ngon như nào ngay, nó chất lượng như nào ngay. Đây, cái phần thịt mình gắp vào nó cũng cực kỳ chắc luôn. Mình sẽ thử một cái miếng mà vừa mỡ vừa nạc. Đây, mời các bạn nha. Ngon đúng không anh Dũng? Ngon quá. Kiểu hơi mặn mặn ấy. Thêm một miếng nữa. Ôi miếng mỡ đó thì miếng này to quá. Mình gắp miếng này nha. Miếng mình gắp từ đầu luôn này. Cái này ăn với cơm là hoàn hảo luôn mà Diễm à. Ngon quá. Nó là quán này làm đồ ăn nhiều mà chất lượng. Chua ngọt. Không phải chua ngọt mà hơi ngọt nhẹ một chút. Mặn mặn. Mặn mặn vừa phải. Thịt dai, không bị bở. Đấy, tới hành trình cuối cùng ngày video bữa ăn mà cho ngày hôm nay để kết thúc hành trình bữa giờ đi là cũng giới thiệu được các bạn một cái quán ăn chất lượng, sạch sẽ, tươm tất đồ ăn ngon vậy là coi như là trọn vẹn rồi các bạn ạ. Một hành trình trọn vẹn. Đúng rồi. Cái này thì nãy Diễm có gọi canh chua cho mấy anh em nhưng mà mình sẽ ăn canh mướp. Thì bây giờ đang nóng ở trong người quá các bạn ạ. Mình đi xe nhiều á thì cũng ít uống nước ấy. Ngoài Bắc thì vẫn đang nồm ẩm, lạnh, mưa nhẹ, có nơi mưa lớn, nhưng mà trong này thì nắng nóng tới nỗi mà cây dừa ở đây nó cũng khô héo luôn. Ôi anh Dũng như chén này, húp một chén canh mướp này là khỏe người luôn á. Đây này, không cần ăn thịt cũng được nữa. Ngọt mà thơm nó giống như mướp hương ấy. Đây. Cảm ơn bạn Diễm. Vô. Mời các bạn nha. Mời cả nhà nha. Mướp này mướp hương. Thơm ngọt thanh. Nó không khác gì một cái chén canh mướp mà Phạm Dũng được ăn cách đây gần 20 năm ở quê hết các bạn biết mà. Phải nói là hoàn hảo từ món ăn cho tới chén canh các bạn. Được kể cả không gian quán hay là các anh chị nhân viên ở đây thì cũng cực kỳ dễ thương luôn. Ê, tôm ở đây là không có bầm đâu nha các bạn. Tôm đây là để nguyên con nha. Tôm tươi để nguyên con luôn. Ngon quá. Hết chân canh. Tuyệt vời các bạn. Cách mình gọi là đầu xuôi đuôi lọt. Sau một hành trình gần một tháng trời, mình kết thúc bằng một cái bữa cơm rất là ngon như này. Và một chén canh mướp thì phải nói là vô cùng gây thương nhớ luôn. Đúng rồi, mà lại còn quán cây dừa nữa chứ. Rất là liên kết với nhau luôn. Thì hành trình này cũng như là tạm khép lại. Mình sẽ về Sài Gòn. Thứ nhất nữa là cũng rất là nhớ ẩm thực ở đường phố Sài Gòn. Và cái thứ hai nữa là sẽ chuẩn bị hàng hóa để phục vụ gửi tới các bạn. Hy vọng là các bạn xem được video này thì có dịp có nhu cầu thì ghé cửa hàng Phan Diễm, thăm Phan Diễm luôn. Cái hai nữa là công thì các bạn cứ gọi vào đúng số hotline bên Phan Diễm thì tất cả những mặt hàng như là hải sản này, yến xào này, củ dừa này lúc nào cũng đầy đủ, và bia caramel này đó, chẩm chéo, thịt trâu gác bếp. Cảm ơn tất cả bạn rất là nhiều đã theo dõi cái hành trình của anh em mình, cũng như là theo dõi từng bữa ăn, từng bước đi của anh em một. Ngày hôm nay thì mình không biết nói gì hơn là nói lời cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo của anh em mình tại Sài Gòn nha. Bye bye.
nha. Còn sau đây là 30 giây quảng cáo dành cho hải sản Phan Diễm. Nếu mà các bạn yêu thương Phan Diễm thì hãy ủng hộ những mặt hàng của Phan Diễm để mình có thêm một tí kinh phí để đi quay những địa điểm ẩm thực, du lịch, chia sẻ với khán giả của kênh Phạm Dũng nha. Hiện tại thì Diễm đang có các mặt hàng như là củ hủ dừa sấy khô này, yến xào, bạch tuộc, bào ngư, còi sò điệp, hải sâm, vẹm, nói chung là rất là nhiều những cái mặt hàng mà cao cấp và bồi bổ cho sức khỏe. Nên là các bạn nhớ ủng hộ Phan Diễm. Khi mà đặt hàng thì các bạn gọi điện thoại cho Diễm qua số điện thoại là 0981128578. Và cửa hàng duy nhất của Phan Diễm tại thành phố Hồ Chí Minh là 89A Trần Văn Ơn, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú. Mình cùng với là Phạm Dũng rất là cảm ơn tất cả các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ mình cùng với anh Dũng nha.